Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Cơ thể bạn nói gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để trò chuyện về chủ đề bệnh viêm đại tràng mãn tính khi nào cần can thiệp phẫu thuật. Thưa quý vị và các bạn, viêm đại tràng mãn tính là một trong những bệnh lý về đường tiêu hóa rất phổ biến ở nước ta. Theo thống kê của Bộ Y tế thì có đến 20% dân số Việt Nam mắc phải căn bệnh này và tỷ lệ này đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong số những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi thì có một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đó là bệnh viêm đại tràng mãn tính khi nào cần can thiệp phẫu thuật. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này. Trước tiên hãy cùng làm quen với hai vị khách mời. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung đến từ Bệnh viện Việt Pháp. Xin chào MC, xin chào chị Ngọc Dung, xin chào quý vị khán giả. Và xin giới thiệu một vị khách mời cũng rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay. Xin giới thiệu cô Đinh Thị Ngọc Dung ạ. Xin chào MC, xin chào bác sĩ. Xin chào toàn bộ khán giả xem đài. Xin cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian đến giao lưu trò chuyện cùng với quý vị khán giả ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên Mai Tân muốn đặt ra cho bác sĩ cũng chính là chủ đề chính ngày hôm nay, đó là bệnh viêm đại tràng mãn tính khi nào cần can thiệp phẫu thuật và sau phẫu thuật thì người bệnh sẽ cần phải lưu ý những điểm gì ạ? Từ trước đến nay người ta vẫn nghĩ rằng là cái viêm đại tràng mãn tính là cái bệnh về nội khoa. Bệnh nội khoa có nghĩa là người ta dùng thuốc uống hoặc thuốc tiêm là chính, chứ còn ngoại khoa thì có nghĩa là phải cần phải mổ. Thì viêm đại tràng mãn tính ấy cần phải mổ trong 4 cái trường hợp sau. Trường thứ nhất, các biến chứng của viêm đại tràng mãn, ví dụ như là cái thủng đại tràng. Ta biết rằng là thủng đại tràng là một cái tỷ lệ mà gặp không nhiều. Thế nhưng khi thủng đại tràng lập tức gây một cái viêm phúc mạc, lập tức phải mổ cấp cứu. Dạng thứ hai nữa là cái dạng mà cũng thường gặp, đó là cái xuất huyết ồ ạt. Xuất huyết trong cái viêm đại tràng thì chủ yếu là biểu hiện bằng cái việc đi ngoài ra máu. Đại đa số các trường hợp xuất huyết trong viêm đại tràng ấy, thì điều trị bằng nội khoa có tác dụng. Tuy nhiên những trường hợp xuất huyết ồ ạt, lượng máu rất nhiều và mạch huyết áp bệnh nhân tụt thì những trường hợp đó cần phải mổ cấp cứu. Nhóm thứ hai là một cái nhóm mà người ta gặp là hay gặp là viêm đại tràng mà lại có phối hợp với nhiều những cái polyp trong đại tràng, thì đây cũng là một cái chỉ định cần phải can thiệp phẫu thuật. Nhóm thứ ba, nó là cái viêm đại tràng và có biểu hiện kia sang ung thư đại tràng, thì khi mà đã chuyển sang thành ung thư đại tràng thì cái việc đó, cái việc phẫu thuật nó là bắt buộc. Thời gian gần đây thì người ta mở rộng thêm chỉ định của cái can thiệp ngoại khoa, đó là những trường hợp mà điều trị nội khoa cái viêm đại tràng mà không có tác dụng, dẫn đến các triệu chứng là bệnh nhân thì đau bụng thường xuyên, ngoài ra là cái rối loạn về cái tiêu hóa rất nặng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật. Thì đó là những cái mà chỉ định trong can thiệp phẫu thuật của cái viêm đại tràng, nó là như vậy. Sau khi cái phẫu thuật của đại tràng thì nó có thể được dẫn đến những cái là nhiễm trùng của vết mổ. Bởi vì sao? Đại tràng là một cái nơi mà chứa rất nhiều vi khuẩn, cho nên là cái khả năng nhiễm trùng là rất cao. Tình trạng xuất huyết hoặc là ngay cả tình trạng mà thông thường hay gặp nữa là những cái tắc ruột sau khi mà can thiệp phẫu thuật, thì đó là những cái mà cần phải lưu ý sau phẫu thuật. Cái phẫu thuật đại tràng nó là cái phẫu thuật tương đối nặng nề bởi cái tỷ lệ biến chứng của nó rất cao. Sau mổ vẫn cần được theo dõi điều trị theo những cái chỉ định rất là cụ thể. Chúng ta cần phải lưu ý rằng là trong cái phẫu thuật đại tràng ấy, thậm chí có những trường hợp là người ta phải đặt hậu môn nhân tạo, có nghĩa là đưa cái ruột ra ở ngoài da, ở bụng để phân ra đấy, thì cái việc chăm sóc cái hậu môn nhân tạo là cái điều rất cần lưu ý. Vâng, như vậy có thể thấy rằng là không phải bệnh nhân bị viêm đại tràng mãn tính nào cũng cần phải can thiệp phẫu thuật, và thậm chí là sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân cũng phải lưu ý rất là nhiều điều. Và ưu tiên hàng đầu trong điều trị bệnh viêm đại tràng mãn tính là điều trị nội khoa, đúng không ạ? Vậy bác sĩ có thể cho biết thêm là với điều trị nội khoa thì người bệnh sẽ được điều trị như thế nào? Trong điều trị nội khoa thì nó cần ba cái điều chính sau đây. Điều nhất là về kháng sinh. Trong kháng sinh ý, thì người ta dùng những cái kháng sinh để chống lại những vi khuẩn gây ra viêm đại tràng mãn tính. Cái việc điều trị này nó thường là kéo dài, và một cái điều mà rất lưu ý đó là loạn khuẩn. Loạn khuẩn là như thế nào? Cũng có nghĩa là mình điều trị với kháng sinh quá mức thì cái những vi khuẩn, đặc biệt là những vi khuẩn có tác dụng tốt đối với việc tiêu hóa trong đại tràng ấy, nó bị diệt đi, và cái đấy nó gây ra cái tình trạng loạn khuẩn, và loạn khuẩn thì nó dẫn đến một loạt những cái biểu hiện không tốt khác. Nhóm thứ hai là những cái loại thuốc để điều trị những cái triệu chứng của cái viêm đại tràng mãn, mà ta biết rằng là trong viêm đại tràng mãn thì nó có hai nhóm triệu chứng chính. Một là tiêu chảy, hai là ngược lại, nó là táo bón. Nhóm thứ ba là điều trị các triệu chứng giảm đau, chống co thắt, chống viêm vân vân. Đó là ba cái loại thuốc chính trong cái điều trị của cái viêm đại tràng mãn tính. Ngoài ra thì ta cần biết rằng này, trong ruột thì cái vi khuẩn
nó chia làm hai nhóm. Một cái nhóm là vi khuẩn có lợi thì nó chiếm khoảng 85%, còn lại là cái nhóm vi khuẩn có hại thì nó chiếm khoảng 15%. Ở cái viêm đại tràng mãn tính thì cái nhóm vi khuẩn có lợi nó bị giảm đi khá nhiều. Cái nhóm mà cái vi khuẩn bị giảm đi đó thì ta cần phải được bổ sung để mà giữ lại cái thăng bằng. Và cái bổ sung đó thì nó gồm hai cái nhóm vi khuẩn chính, Bifidobacterium và Lactobacillus. Các loại vi khuẩn này nó tiết ra khoảng lộ 3.000 enzyme, mà cái enzyme này nó có tác dụng rất tốt trong việc tiêu hóa những cái thức ăn, nó giảm được cái rối loạn về tiêu hóa và làm cho người bệnh nó dễ chịu hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học bây giờ người ta còn phối hợp thêm thảo dược để mà giảm những cái rối loạn của cái viêm đại tràng mãn như này. Vâng, vậy thì cụ thể đó là những loại thảo dược gì thưa bác sĩ? Những cái thảo dược mà trong cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính như thế này thì nó rất là nhiều và tương đối phức tạp, nhưng tôi xin tóm tắt là những cái thảo dược chính sau đây. Một là những nhóm thảo dược cung cấp những chất xơ và nhờ vậy mà nó giảm cái việc mà gây táo bón, cụ thể đó là hạt thì là và inulin. Và cái nhóm thứ hai là chất xơ hòa tan để làm cho cái nhóm lợi khuẩn phát triển là inulin. Thứ ba là giảm co thắt đại tràng thì nó bao gồm các thành phần là bạc hà, bạch chuột, lá bài hương. Một cái điều nữa là chúng ta cần lưu ý đến bạch chuột, thì bạch chuột thì có tác dụng hai chiều. Nó có tác dụng trong việc là cầm tiêu chảy và giảm đau quặn. Và trong táo bón thì bạch chuột có tác dụng nhuận tràng rất là hiệu quả. Cái thứ tư là nhóm chống viêm, chống nhiễm khuẩn bao gồm là gừng, hoàng liên. Tiếp theo là nhóm mát gan và trợ tiêu hóa thì bao gồm là lô hội L-arginine. Nhóm thứ năm là giúp hệ tiêu hóa tăng trưởng các men thì nó gồm có hạt thì là lá bạc hà. Nhóm thứ sáu là bổ sung men papain giúp cho tiêu hóa đạm, ta thường dùng đến đu đủ. Và nhóm cuối cùng là bảo vệ niêm mạc ruột có tác dụng giảm đau thì là cây du trơn. Thưa bác sĩ, ngoài viêm đại tràng mãn tính thì hội chứng ruột kích thích cũng là một tình trạng mà rất nhiều người gặp phải. Vậy thì bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích có cần phải phẫu thuật hay không? Và so với viêm đại tràng mãn tính thì việc điều trị nội khoa của hội chứng này có điều gì khác biệt ạ? Ta cần phải hiểu rằng là này, cùng có một triệu chứng giống nhau, thế nhưng mà nó có thể là một cái viêm đại tràng mãn tính và nó có thể nó là hội chứng ruột kích thích. Nó khác ở chỗ là viêm đại tràng mãn tính thì có tổn thương ở cái niêm mạc của thành đại tràng. Còn trong hội chứng ruột kích thích thì nó là biểu hiện của rối loạn vận chuyển thần kinh của não ruột và gây nên cái biểu hiện của cái rối loạn của tiêu hóa. Nói chung trong hội chứng ruột kích thích thì cái việc điều trị của nó là không cần phải sử dụng cái kháng sinh chống viêm. Đó là cái điều khác biệt của cái viêm đại tràng mãn tính và cái hội chứng ruột kích thích. Trong cái điều trị của cái hội chứng ruột kích thích thì ngoài cái chuyện là không cần sử dụng những cái kháng sinh thì nó vẫn phải điều trị tiếp những cái biểu hiện rối loạn của cái đi ngoài của cái hội chứng ruột kích thích. Nó giống như là cái điều trị của cái viêm đại tràng mãn tính mà thôi. Có nghĩa là nó bao gồm là giảm co thắt, giảm đau, nhuận tràng và giảm tiêu chảy, vân vân. Đối với cái hội chứng ruột kích thích ý, thì những cái chất xuất từ cây họ đậu là 5-HTP có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh, ổn định hệ thần kinh não ruột và giảm kích thích của đại tràng. Các loại thảo dược tôi đã nói phần trên thì có tác dụng tốt đối với bệnh hội chứng ruột kích thích. Và hội chứng ruột kích thích thì chắc chắn là không cần phải phẫu thuật. Xin cảm ơn bác sĩ về những phân tích vừa rồi. Bây giờ thì xin mời bác sĩ và cô Ngọc Dung cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện sau đây trước khi bước vào cuộc trò chuyện tiếp theo của chương trình. Ôi gì đấy? Rồi ôi, giờ này mà đại ca vẫn chưa đi em làm cưới thằng Hoàng à? Thôi chú đi, chứ có gì cho anh gửi. Cả tuần nay rồi cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào, đi vào lại đi ra, quanh quẩn ở gần nhà này thôi. Có cái gì thì còn chạy về nhà ngay. Tiêu hóa nó có vấn đề, không dám đi đâu cả. Bị lâu chưa? Anh ngay cái hiện trạng bệnh tật thế nào để xem nào. Khổ lắm, từ trước đến nay ăn uống rất bình thường, dạo này không hiểu tại sao cứ ăn vào là đâu, rồi đi ngoài, lúc đi lỏng, lúc thì đi cứng, lúc thì nó còn ra cả máu. Úi giời. Cho nên là mà đi ở cái chỗ mà đám cưới, đám xin rồi nọ kia rồi nó bất tiện lắm. Thế anh bị lâu chưa? Cả tháng này rồi. Cả tháng này á? Ừ. Chắc chắn là anh bị viêm đại tràng. Cái bệnh này nhá, để lâu như thế này nhá, có khi là phải đi phẫu thuật đấy. Ôi giời. Phẫu thuật á? Em đùa một tí thôi. Em có giải pháp cho anh luôn. Giải pháp gì? Thằng xóm nhà em ấy, đấy cái ông Tuấn ấy, ông ấy bị viêm đại tràng mãn tính mấy năm rồi. Đấy, đi khám người ta cho bao nhiêu thuốc đủ loại luôn nhờ. Mà gặp em một phát nhá, đâu vào đấy luôn. Cái giải pháp ấy, nó là kết hợp cả 6 tỷ lợi khuẩn, 5-HTP cùng các loại thảo dược như là bạc hà này, gừng này, inulin này, cây du đỏ này, lô hội này, lá bài hương này, bạch chuột này, hoàng liên, đu đủ, cải thiện, an toàn, rõ rệt.
cô đã sống chung với căn bệnh viêm đại tràng mãn tính cũng khá lâu rồi. Cô có thể chia sẻ câu chuyện về sức khỏe của mình với quý vị khán giả. Tôi bị bệnh viêm đại tràng mãn tính từ khá lâu rồi. Trước đây là khi còn trẻ thì tôi làm việc ở chợ, thế cho nên là sinh hoạt ăn uống ấy, nó không điều độ đúng giờ, mà ăn uống ở chợ thì nó cũng không đảm bảo. Chính vì vậy mà tôi rất là hay bị tiêu chảy. Trước đây thì nó bị nhẹ thôi, mỗi lần tôi bị 1-2 ngày xong nó lại khỏi. Thế nhưng mà thời gian trở lại gần đây ấy, thì khi mà tôi có nhiều tuổi hơn thì các cái hiện tượng này nó lại nặng lên rất là nhiều. Nặng lên mà tôi dùng thuốc nó cũng không khỏi. Một ngày đi tiêu chảy ấy, tôi không thể đếm được bao nhiêu lần. Chính vì vậy mà nó rất là gây khó khăn cho cái công việc. Sau đó thì tôi có đi thăm khám thì bác sĩ có hội chẩn có nói là tôi bị viêm đại tràng mãn tính, làm cho tôi cũng rất là lo lắng. Tôi cũng đã dùng rất là nhiều loại nhưng mà cũng chưa thấy ăn thua gì. Nó làm cho ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất là nhiều. Thứ nhất là trong khi ăn uống của tôi thì tôi thường là phải ăn kiêng bởi vì nó hay bị gây ra tiêu chảy. Tôi chỉ thường xuyên ăn những cái loại mà thức ăn luộc. Cứ khi nào tôi ăn phải đồ gì lạ hay là chiên xào có dầu mỡ thì tôi lại đau dâm gian ở bụng vùng hố chậu phải và tôi bị đi loạn đi ngoài liên tục. Lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Một ngày đi bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ rõ. Mà tôi nghe nói bệnh này nếu mà để lâu quá thì phải phẫu thuật. Cho nên tôi rất là sợ. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về giải pháp này cho quý vị khán giả được biết ạ. 6 cái tỷ lệ khuẩn thì nó giúp cho việc là cân bằng hệ sinh thái đường ruột. Bonibio tăng sức khỏe của cái đường tiêu hóa. Và cái cuối cùng, Bonibio bảo vệ phục hồi cái niêm mạc đường tiêu hóa. Bonibio thì kết hợp xem 6 tỷ lệ khuẩn với 5-HTP và thảo dược. Và những cái thảo dược thì bao gồm đó là hạt thì là và inulin, bạc hà, bạch chuột, lá bài hương, gừng, hoàng liên, lô hội, L-arginine, đu đủ, cây du trơn. Với những cái thành phần trên thì Bonibio là giảm triệu chứng đau bụng, đầy hơi, chướng hơi, táo bón hoặc là tiêu chảy. Thứ ba, Bonibio tăng sức khỏe của cái hệ tiêu hóa, phục hồi niêm mạc đại tràng và ổn định nhu động của đại tràng. Bonibio sử dụng cái công nghệ siêu nano sẽ giúp tăng hiệu quả của thảo dược và lợi khuẩn, tăng độ hấp thu. Bonibio sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành rất nhiều lời khuyên, những lời tư vấn hữu ích cho cô Ngọc Dung cũng như là quý vị khán giả của chương trình Cơ thể bạn nói gì. Và xin cảm ơn cô Ngọc Dung đã đến đây cùng với những chia sẻ của mình ngày hôm nay. Với công thức gồm 6 tỷ lệ khuẩn, 5-HTP cùng các thảo dược, Bonibio giúp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích. Bonibio giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nhách đau bụng, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Bonibio được sản xuất bởi công ty dược phẩm J&E International đạt chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bonibio, sản phẩm của Mỹ. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện vừa rồi cùng với tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung thì những quý vị khán giả, những ai đang mắc phải căn bệnh viêm đại tràng mãn tính sẽ có cho mình một giải pháp an toàn, hiệu quả để chuyện ăn uống cũng như là những lối sống sinh hoạt hàng ngày sẽ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Đến đây chúng tôi phải nói lời chia tay với quý vị khán giả của chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.